Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang đứng trên con đường 4m bê tông của đường Hòa Thới An Cư nha quý anh chị. Ở đây em có một cái nền đất là 5m2, ngang 5m2 và dài là 30m, có 100 thổ cương nha quý anh chị. Và đây là sổ cho quý anh chị mình tham khảo nha. Là từ vị trí này là cái trụ bê tông này ha. Qua cái trụ bê tông này là 5m2. Hướng là hướng hướng đông nha quý anh chị, hướng chánh đông. Dài thẳng ra tới cái trụ phía sau đó là 30m. Cái mặt tiền đường của mình là xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chạy tới chỗ tới đất mình luôn nha quý anh chị. Rồi cái hướng này là cái hướng mình ra cái đường chỗ cầu Phó Thông Kim đó, rồi ra ủy ban dân Hòa Định, chợ Hòa Định là khoảng 1 cây số. Ở đây là đường giáp ranh với xã Hòa Định nha quý anh chị. Bên đây đất là của Hòa Định nè, còn bên đây là của Xuân Đông ha quý anh chị. 154m2, đất này là đất có 100 thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, phía trước của mình nè là vườn dừa ha, phía dưới mình cũng có nhà máy thái rồi nè quý anh chị. Đó, ở đây mình cũng thông ra tới chợ Hòa Định, xã Hòa Định luôn nha quý anh chị, thông luôn, thông xuống Bình Ninh luôn nha quý anh chị. Đó, khu vực này thì ra thị trấn tầm khoảng 10 phút là tới trung tâm của thị trấn Chợ Gạo nha quý anh chị. Giá cho cái lô đất của mình là gia chủ kêu là 380 bao giấy tờ nha quý anh chị. Đó, 380 bao giấy tờ. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình về đây tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mình tới thì khu vực quý anh chị ở quận mấy ha. Có thể mình đi cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về đây tầm khoảng 1 tiếng rưỡi thôi thì mình tới nha. Rồi quý anh chị mình có đi chợ thì rất là gần ha, đi chợ rồi trung tâm của chợ gạo rồi cũng rất là gần. Đất của mình xung quanh thì sạch sẽ, không màu mã gì hết nha. Nhà dân xung quanh nữa nè. Đó, từ Mỹ Tho mình về đây tầm khoảng 25 phút tới 30 phút là mình tới. Từ Long An mình qua đây là khoảng 1 tiếng là mình tới nha quý anh chị. Tại quý anh chị khu vực nào ha. Rồi giá của gia chủ đưa ra là 380 triệu bao giấy tờ cho quý anh chị. Địa chỉ của khu đất em xin nhắc lại là ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ của mình là như vậy ha. Diện tích của mình là 154m2. Đó, có 100 thổ cư, ngang 5m2, dài 30m. Rồi quý anh chị mình quan tâm đến khu đất nền mà gần với là thị trấn ha, có nhiều tiện ích thì giá rẻ thì khu vực này là thích hợp cho quý anh chị mình ha. Giá 380 triệu cho một nền. Rồi quý anh chị mình quan tâm thì vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại là 0973 267 524. Thì em sẽ gửi sổ sách cho quý anh chị mình xem. Rồi em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị ở những video tiếp theo của kênh ạ.